Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Tôi xin hát tặng bạn thân tôi bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên vườn đồi màu mỡ. Bạn ra tay cuốc đất nhặt đá, giống nho quý đem trồng. Giữa vườn bạn xây vọng canh, rồi khoét bồn đạp nho. Bạn những mong nho sinh trái tốt, nhưng nó lại sinh nho dại. Và bây giờ, Jerusalem và Juda hỡi, xin phân xử đôi đàng giữa tôi với vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó. Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng, ấy chính là người xứ Juda. Người những mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn là đổ máu. Đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe vẳng tiếng khóc than. Phải chăng vì ta đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập mà ngươi dọn thập tự cho đấng đã cứu ngươi? Vì ta dẫn ngươi qua sa mạc 40 năm trường, cho ngươi ăn manna và đưa ngươi vào đất hứa, mà ngươi dọn thập tự cho đấng đã cứu ngươi. Có chi phải làm mà ta đã không làm cho ngươi? Ta trồng ngươi như vun trồng cây nho quý, mà ngươi lấy đồng đâm thấu tim ta, cùng dâng ta của cay đắng với giấm chua.